Chào mừng tất cả mọi người đã đến với trung tâm Anh ngữ Eden. Unit 7. Read the Four Seasons. Chủ đề bài đọc hôm nay của chúng ta chính là về bốn mùa. There are four seasons in a year. Có bốn mùa trong một năm. Spring, summer, fall and winter. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Each season is special. Mỗi một mùa thì đều đặc biệt. Spring is a growing season. It gets warm outside. It rains a lot. The rain helps plants grow. Birds grow on trees and plants. Birds make nests in trees. Mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc. Thời tiết thì ấm áp và trời mưa rất là nhiều. Những cơn mưa này sẽ giúp cho cây cỏ được phát triển. Những mầm non thì được mọc ra và chim thì làm tổ trên cây. Và các em có thể để ý thấy dòng chữ màu xanh ở dưới bức ảnh. Spring chính là flowers and plants grow in spring. À, hoa cỏ và thực vật thì đều phát triển vào mùa xuân. Summer comes after spring. It gets hot outside. The days are long and the nights are short. The sun helps the birds grow into fruit and flowers. Animals eat the fruit. Mùa hạ thì đến ngay sau mùa xuân. Thời tiết thì rất là nóng, ngày thì dài và đêm thì lại ngắn. Mặt trời thì khiến cho những mầm non phát triển thành hoa quả hoặc là những bông hoa. Động vật thì thường ăn hoa quả. Tiếp theo sẽ là mùa thu. Fall. Fall comes after summer. It gets cool outside. Leaves turn red, yellow and orange. Then they fall to the ground. Animals collect food for the winter. Mùa thu thì đến ngay sau mùa hạ. Ở bên ngoài thì thường khá là mát mẻ. Lá cây thì chuyển sang màu đỏ, vàng và màu da cam. Sau đó thì chúng rụng xuống đất. Động vật thì thu nhặt thức ăn để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Và winter comes after fall. The days are short and the nights are long. It gets cold outside and it snows. The snow covers the ground. Lots of trees don't have leaves now. The animals eat the food they collect in the fall. Mùa đông thì đến ngay sau mùa thu. Ngày thì ngắn mà đêm thì lại dài. Thời tiết ở bên ngoài thì rất là lạnh và có tuyết rơi, snow. Tuyết thì phủ kín các mặt đất, the snow covers the ground. Và rất nhiều cây thì không có lá cây. Động vật ăn thức ăn mà chúng nó thu nhặt được trong mùa thu. Và vừa rồi cũng chính là những diễn biến chính mà chúng ta thấy được ở bốn mùa trong một năm. Và sau khi mùa đông kết thúc thì chúng ta lại đến spring, mùa xuân. Và vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục lặp lại. Bài đọc của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các em về nhà đọc lại bài và làm bài tập nhé. Goodbye.